Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Danh ca Phương Trung cổ biệt danh Nhàn Trắng Gò Công là một trong những ca trì nhạc vàng được yêu thích nhất suốt từ năm 60 qua năm qua. Danh ca Phương Trung có biệt danh là Nhàn Trắng Gò Công là một trong những ca sĩ nhạc vàng được yêu thích nhất suốt từ năm 60 năm qua. Đã thể hiện thành công những ca khúc nhạc vàng nổi tiếng như Nỗi Buồn Gặp Trò, Tạ Từ Trong Đêm, Những Hồi Hoa Chim. Nếu nói về những danh ca nhạc vàng nổi tiếng nhất, người ta thường nhắc đến bốn giọng ca thuộc thế hệ tiền phong hát nhạc vàng từ thập niên 1960, đó là Trúc Mai, Thanh Thúy, Hoàng Oanh và Phương Trung. Từ sự thành công của những ca sĩ đàn chị này, sau đó mới bắt đầu xuất hiện những nữ ca sĩ mà tên tuổi cũng trở thành hiện thoại là Thanh Tuyền, Giao Linh, Hương Lan. Ca sĩ Phương Trung tên thật là Nguyễn Phan Phương Trung, sinh ngày 9 tháng 8 năm 1946. Tuy nhiên, đó là những năm sinh trên giấy tờ. Một số nguồn tin cho rằng cô đã khai sinh trẻ vài năm và năm thật của thế là 1943. Cụ thể, khi tham gia chương trình Ký Ức Vui Vẻ năm 2019, ca sĩ Phương Trung nói rằng mình đã 78 tuổi. Cuộc đời và sự nghiệp của danh ca Phương Trung khiến người ngạc nhiên và hâm mộ. Đam mê ca hát từ nhỏ, Phương Trung may mắn có cơ hội đứng trên sân khấu khi mới 5 tuổi, mặc dù chỉ đứng sau màn nhung và hát. Không tiếp xúc với trực tiếp và khán giả, nhưng đây chính là bước đâm và cột mốc đáng nhớ trong hành trình thành người nghệ sĩ của nữ danh ca. Sau đó, Phương Trung theo đàn hát trải qua nhiều buổi thử giọng, chứng minh tài năng nghệ thuật của mình. Danh ca Phương Trung cho biết bà mang ơn nhạc sĩ Khang Băng, vì ông chính là người đầu tiên trả lương cho bà. Phương Trung chính thức đi hát gần như chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi khi đang học lớp đệ thất. Bà từ Gò Công lên Sài Gòn, tham gia cuộc thi tuyển chọn ca sĩ của Đài Phát Thanh Sài Gòn. Dù không đoạt giải cao nhưng sau đó, Phương Trung may mắn được giới thiệu đi hát tại một chỗ tụ điểm ca nhạc. Không chỉ hát hay những bài ballet show sở trường, danh ca Phương Trung còn có thể hát những nhạc tiền chiến dân ca tận cổ giao duyên. Trong cuộc họp mặt do Bà Ghe, quán nhạc vàng tổ chức năm 2012, ca sĩ Phương Trung kể lại rằng nhỏ là một chất khổ nuôi, thường đau yếu và quậy khóc. Một hôm, có một ông thầy Pháp đi ngang qua, nghe tiếng khóc chật lạ, nên vào nhà hỏi chuyện. Sau khi nhận tính, dựa theo ngày, giờ sinh ông nội với mẹ của Phương Trung, con nhỏ này số là con trai, nhưng sinh ra và con gái khó nuôi. Sau khi học hết bậc tiểu học, gia đình cho Phương Trung lên Sài Gòn ở nhà người quen và thi vào đệ thất lớp 6. Trường nữ trung học Gia Long niên khóa 1958 đến 1959, đó cũng là lúc mà giấc mơ trở thành ca sĩ của cô bắt đầu có cơ hội trở thành thực hiện. Sự nghiệp của ca sĩ Phương Trung thật sự có bước ngoặt lớn khi được theo học với ca sĩ Lê Xuân, chị quân không quân Lê Trung Xuân, là cậu có một bạn học. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của cậu Xuân, ca sĩ Phương Trung học được nhạc lý căn bản và tiến bộ rất nhanh. Chỉ một năm sau, cô được hàng dĩa Việt Nam mời thu âm ca khúc đầu tiên là Đường Vì Khuya, sau đó là Vòng Các Đêm Sương, hai kỷ niệm một chuyến đi rất được khán thính giả yêu thích. Sau khi xuất hiện không bao lâu, Phương Trung đã được thi sĩ Kiên Giang tặng cho danh hiệu con Nhàn Trắng Gò Công, là nơi cô sinh trưởng và vùng Tiền Giang. Còn nữ Nhàn Trắng xuất phát từ việc từ buổi đầu đi hát, Phương Trung luôn mặc mộc bộ áo dài trắng như nữ sinh. Sang đến năm 1962, tên tuổi danh ca Phương Trung vượt sáng thành ngôi sao hạng A với ca khúc Nỗi Buồn Gạc Trò của hai nhạc sĩ Mạnh Phát và Hoài Linh. Hai năm sau đó, hàng dĩa sóng nhạc của ông Nguyễn Tất Oanh đã mời cô ký hiệp đồng độc quyền cùng Trúc Mai, Minh Hiếu và Thanh Thúy. Như vậy, hàng Asia sóng nhạc đã độc quyền từ bốn nữ ca sĩ nhạc vàng danh tiếng và yêu thích nhất trong nửa thập niên 1960.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.